Rồi tiếp tục mình qua câu 16 tới câu 20 ha. Mình cũng hoàn tất một cái đoạn hội thoại hồi nãy là một cái mẫu, tức là A và B thôi. Thì bây giờ sau khi mà các bạn điền xong hết thì các bạn sẽ đọc lại xem nó đã tạo thành một cái đoạn hội thoại có nghĩa hay chưa. What do David say to the waiter? Tức là David đã nói gì đối với bồi bàn. Các bạn nhớ ha, cái dạng hình thức này thì mình sẽ đọc trước và sau khoảng trống. Sau đó mình lựa. Nếu mà trước khoảng trống là câu hỏi thì khoảng trống chắc chắn sẽ là câu trả lời phù hợp với câu hỏi đó. Còn nếu sau khoảng trống là câu trả lời thì trước khoảng trống sẽ là một cái câu hỏi, câu đề nghị gì đó. Và bạn điền xong rồi thì nhớ đọc lại. Nhiều khi nó chỉ phù hợp tới khúc đó nhưng mà nó lại không phù hợp hết nguyên cả một cái đoạn. Cho nên tốt nhất là điền xong mình đọc lại, dò lại ha. Rồi, waiter là thấy David. Bồi bàn thấy David là khách hàng ha, đi vô mới chào. Good evening sir, how can I help you? Chào ông, tôi có thể giúp gì được cho ông ạ? Thì David mới trả lời sao đây các bạn? B, người ta cho rồi. Good evening, I like a table for one. Chào, tôi muốn có một cái bàn mà cho một người ăn thôi. Rồi, bồi bàn mới nói certainly sir, this one by the window. Chắc chắn rồi ha ông ha? Chắc là có. Cái bàn này thì nó kế bên cửa sổ. Tới đây nếu bạn chọn câu 16 bạn chưa biết chọn cái gì. Thì mình sẽ đọc phía sau nè. And what would you like to eat? Như vậy là cái ngay chỗ này nó thông tin ngay đây nó ngắt, nó sẽ không liên quan tới khúc trước. Mà khúc trước này bồi bàn con giới thiệu là có một cái bàn kế cửa sổ thì mình phải tán đồng hay là không. Ok, vậy David mới nói yes that's fine. Ok, vâng, ổn rồi. Tức là cái bàn đó cũng được. Bắt đầu bồi bàn mới hỏi tiếp là what would you like to eat? Nhiều bạn sẽ chọn sai câu 17 này. Bởi vì khi mà nghe hỏi như thế này thì bạn sẽ kêu người ta mang cái menu ra. Can you bring me the menu please? Đúng không? Nhiều bạn sẽ chọn câu F. Nhưng mà phía sau của nó mình để ý nè, nó có mấy cái món sau đây. Spaghetti with meat, tomato sauce is very nice, and they have four cheese pizza. Chúng tôi có mì Ý nè, ăn với thịt, rồi cái sốt cà chua thì rất là ngon. Và có bánh pizza phô mai, mà gạch một cái for có nghĩa là bánh pizza phô mai này dành cho bốn người ăn ha. Thì như vậy ngay chỗ số 17 này mình điền chữ F vô thì nó không đúng. Đã đưa cho cái menu thì làm sao mà bồi bàn giới thiệu món ăn được. Như vậy khi đưa cho menu á thì ngay chỗ này phải là một cái câu hỏi gì đó bồi bàn mới trả lời là spaghetti with meat ha, đúng không? Như vậy ngay chỗ này nè, mình sẽ hỏi là đèn cái gì, câu đi nó mới hợp nghĩa. What have you got? Vậy chứ ở nhà hàng của quý vị có cái gì? Rồi thì bồi bàn mới trả lời mấy cái món này. Thì tiếp theo là David sẽ chọn món thôi. Rồi sau đó bồi bàn mới fine with would you like anything with this? Tức là sau khi chọn món thì có muốn ăn thêm cái gì với nó không? Garlic bread or chấm chấm chấm, tức là bánh mì tỏi hay là gì đó. Như vậy sẽ chọn một trong những cái món này. Mình rà hết từ đây xuống dưới thì I think I have the pizza. Một người ăn cái bánh pizza dành cho bốn người ha. Giữ ra nha. Rồi tiếp tục. Ổn rồi, ngon lắm. Vậy thì ông có muốn dùng thêm cái gì với nó không ạ? Bánh mì tỏi không? Ăn cái bánh pizza dành cho bốn người mà thêm bánh mì tỏi nữa chết luôn á. Thì câu 19 này nè, nó sẽ nothing more thanks. Yeah, bread, green salad. Thôi ăn không nổi nữa đâu, cảm ơn. Có lẽ là thêm salad là rau trộn ha. Mà màu xanh thì ở đây có nghĩa là rau trộn, một cái loại cải xanh hay rau trộn xanh gì đó. Tại vì nếu mà salad đó, các bạn hiểu ở nước ngoài nó sẽ là nhiều cái loại vegetable và là rau củ. Ví dụ như trái cây được nó cắt xong nó bỏ vô cái tô, cái nó mới làm đổ sốt mayonnaise vô. Thì mình ăn đó, nó không có hợp với khẩu vị của mình. Mình đơn giản chỉ là xà lách, rồi mình rau xà lách của mình á để lên dĩa mình trộn ít dầu giấm thì đó là cái dạng giống vậy, là green salad. Ok, and to drink. Và tiếp tục bồi bàn hỏi là và ông có muốn uống gì không? Thì ngay chỗ này từ trên xuống dưới chỉ có là have you got mineral water? Mineral water là nước khoáng ha các bạn. Nước khoáng thì nó sẽ có khoáng chất ở trong đó, giống như nó khác cái nước tinh khiết của mình ha. Nước tinh khiết thì nhiều khi các bạn chỉ là nước cất lên hoặc là nước lấy ở dưới lên không bỏ khoáng chất, còn này thêm nãy kia nọ vô thì người ta gọi là mineral water. Rồi. Yes, certainly. So that one for cheese pizza, one green salad and one mineral water. Thank you, sir. Vâng, dĩ nhiên. Vậy là một cái bánh pizza dành cho bốn người ha, một dĩa salad
và một cái chai nước suối. Cảm ơn ông. Rồi thầy đọc lại lần nữa cho các bạn ha. Cái nước mà nước tinh khiết của mình ở đây nhiều khi đóng ở, lấy cái mạch nước ngầm rồi bỏ lên thôi. Còn cái nước mà khoáng thì họ sẽ thêm khoáng chất muối hay là các cái loại có dưỡng chất cho cơ thể ha. Rồi, good evening sir, how can I help you? Good evening, I like a table for one. Certainly sir, this one by the window. Yes, that's fine. And what would you like to eat? What have you got? Spaghetti with meat and tomato sauce is very nice. Are there four cheese pizza? I think I had a pizza. Fine. And would you like anything with this? Garlic bread or nothing more, thanks. Oh yeah, bread, a green salad. And to drink, have you got mineral water? Yes, certainly. So that one for cheese pizza, one green salad and one mineral water. Thank you, sir. Rồi xong cái đoạn hội thoại tới câu 20 ha. Part 3, ok.